Nhóm người nhà Phan Văn Anh Vũ giả cái bang để quay clip làm kỷ niệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Nhóm người nhà bị án Phan Văn Anh Vũ lên tiếng xin lỗi, cho biết việc giả trang cái bang ở Hội An chỉ để quay clip cho vui, làm kỷ niệm. Sáng 1 tháng 4, Công an thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết liên quan vụ nhóm người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang ăn xin tại phố cổ Hội An rồi quay clip đưa lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, Công an Hội An vẫn đang tiếp tục làm rõ. Cũng theo Công an Hội An, cơ quan này cũng đã nắm được thông tin có người trong nhóm giả trang ăn xin lên tiếng xin lỗi trên Facebook cá nhân, đồng thời gỡ bỏ đoạn clip và những hình ảnh về cảnh giả trang để ăn xin mà trước đó họ đã đăng tải. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hội An cho hay, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp này, việc nhóm người giả trang ăn xin rồi tụ họp, bày trò như vậy là vi phạm quy định 176, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Địa phương sẽ áp dụng quy định này để xử lý nghiêm. Theo ông Sơn, đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay rồi đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like. Rõ ràng đây là hình ảnh dàn dựng. Trong tối 31 tháng 3, chủ tài khoản Facebook Trần Thị Minh Thảo được cho là một trong những người tham gia hóa trang thành cái bang đã đăng trên dòng trạng thái xin lỗi chính quyền và toàn thể người dân Hội An cũng như cộng đồng mạng. Thực tế là hôm nay chúng tôi có việc về Hội An, nhân tiện ghé chợ mua một số đồ cho quán. Tôi thấy có nhiều đồ dùng trang trí cho quán nên chúng tôi đã mua. Nhân tiện đó, chúng tôi cũng đã chụp hình và quay một đoạn clip với mục đích chỉ để làm kỷ niệm. Nhưng thật không ngờ, những hình ảnh và clip đó đã khiến cho nhiều người không hài lòng, nhất là trong mùa dịch Covid-19, khi cả nước đang căng mình chống dịch. Tài khoản Facebook Trần Thị Minh Thảo viết: tài khoản Facebook này cũng nói rằng do nhận thấy việc làm của cả nhóm là không đúng, không phù hợp, nên nhóm thành thật xin lỗi và sẽ tiêu hủy toàn bộ những hình ảnh, clip mà nhóm đã quay. Như chúng tôi đã thông tin, sáng 31 tháng 3 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 47 giây ghi lại cảnh 4 người trong bộ dạng rách rưới, đầu đội nón cời, mặc trang phục của người ăn xin, ngồi cầm tô dơ ra, xin tiền người qua đường giữa một ngã ba phố cổ Hội An. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người dân Hội An bày tỏ sự hoang mang, thậm chí phẫn nộ. Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Văn Lành, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Hội An cho biết, liên quan đến đoạn clip về nhóm người giả trang ăn xin ngay giữa phố cổ Hội An gây hoang mang dư luận, bước đầu cơ quan chức năng xác định những người này là người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!